What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi đập hộp và cùng review sơ qua một em bàn phím cơ mà có lẽ là rất nhiều người biết đến rồi. Đây là một trong những cái con bàn phím mà có cái build kim loại và thuộc dạng là phá đảo nhất trong cái phần phân khúc dưới 2 triệu rồi. Và đây chính là cái phiên bản mới nhất của nó vào trong năm nay. Đây là con Moon Geek M1W và phiên bản của nó sẽ là cái màu tím lilac này. Với cái màu, với cái phiên bản mới thì nó sẽ có rất là nhiều màu mới và cái sơn của nó sẽ là sơn e-code. Hôm nay mình sẽ cùng xem được coi cái phiên bản này có cái gì đặc biệt khác hơn so với phiên bản trước nha. Ok, let's go. Đầu tiên về cái cách đóng hộp của nó thì nó vẫn giống như phiên bản cũ thôi. Cái hộp của nó rất là to. Hiện tại mình đang để trên bàn đây thì hầu như nó choáng hết luôn cả cái bàn review của mình. Và ở bên ngoài thì chúng ta sẽ thấy cái thiết kế vỏ hộp của nó sẽ có cùng tông màu với lại cái con bàn phím bên trong luôn. Nó sẽ có màu tím nhạt, có hình luôn cả cái chiếc bàn phím ở đây. Đó. Xung quanh sẽ có một số cái thông số cơ bản. Nói chung là cũng rất là đẹp. Về cách đóng hộp thì mình thấy không có cái gì phải đáng bàn cãi về cái con này nữa rồi. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có một chiếc hộp màu đen. Đó, nhân vật chính thì nó sẽ nằm ở trong cái hộp màu đen này. Đây. Đó, ta sẽ có một cái tấm mút rất là dày để bảo vệ phím. Cái tấm này chính là cái tấm tép móc mà nhà sản xuất tặng kèm. Tuy nhiên thì những cái tấm như thế này mình nghĩ cũng không nên dùng làm gì. Chiếc bàn phím sẽ được nằm ở giữa. Rất là nặng. Ôi. Chụp, con này nó nặng chịch luôn. Đây là cái tấm cover. Tấm cover của con này hình như bữa nay nó làm dày hơn nhiều so với phiên bản cũ các bạn ạ. Cầm lên rất là dày. Để tạm một bên. Xem thử trong hộp còn gì nữa. Ở đây chúng ta sẽ có thêm cái cuốn hướng dẫn sử dụng. Và tốt nhất thì các bạn cũng nên giữ cái cuốn này lại nhé. Tại vì những cái cuốn như này nó sẽ giúp cho chúng ta sử dụng được chiếc bàn phím này nó dễ dàng hơn. Đây, chúng ta sẽ nhìn thấy được là cái bàn phím nó sẽ được nằm ở giữa một cái lớp mút rất là dày như thế này. Ở phía trên này chúng ta sẽ có một cái hộp nhỏ và cái hộp này nó sẽ đựng một số các phụ kiện kèm theo. Cũng giống như là cái phiên bản trước thôi. Phía trong thì chúng ta sẽ được tặng thêm một cái dây cáp xoắn. Đó, khá là ngon. Nhìn nó giống như những cái dây cáp custom vậy. Đây, ở đây chúng ta sẽ có cái đầu tai C sang đầu tai A. Và cả hai đều được mạ vàng. Đó, nhìn rất là xịn giò. Cái dây này thì mình nghĩ nó cũng không quan trọng lắm. Tuy nhiên thì nếu mà có tặng kèm thì chúng ta cũng thấy nó cũng sẽ là một cái món hời. Ở đây chúng ta sẽ có một cái miếng để dán. Dán cái này để dán cái dưới chân stab á. Ở dưới đây chúng ta sẽ có một cái để mở ốc. Một cái keybuller. Một cái switch buller. Và một cái đầu USB receiver. Ok, như vậy là trong hộp không còn gì nữa. Chúng ta quay trở lại về nhân vật chính của ngày hôm nay thôi. M1W phiên bản màu tím nha. Thì chúng ta vẫn sẽ được tặng một cái cover như nãy mình đã mở hộp rồi. Đây, nó sẽ được mình sẽ lột ra cho các bạn xem. Đó. Một em bàn phím cực kỳ là dễ thương luôn. Đây là cái phiên bản màu tím. Và màu tím này sẽ là kiểu dạng màu tím hơi nhạt nhạt một xíu. Màu tím lavender đó, nhìn rất là đẹp. Ở phần phía giữa này chúng ta sẽ thấy là cái bộ keycap nằm ở giữa. Các phần alpha của nó sẽ là màu hồng, hồng nhạt. Và xung quanh sẽ là các cái bông hoa màu tím rất là đẹp. Đây, để mình cho các bạn xem kỹ hơn về cái bộ keycap này. Nó in lên rất là đẹp luôn. Theo mình nghĩ thì một cái cải tiến rõ rệt nhất chính là cái bộ keycap này. Nó hơn hẳn cái bộ keycap ngày xưa mà cái kiểu keycap double shot. Nhưng mà lại rất là rỡm. Đây, mình mở cái xem được cái chất lượng như thế nào nhé. Đây, lần này thì nó sẽ làm là dạng die sub, không double shot như ngày xưa nữa. Tuy nhiên thì mình thấy nó dày hơn hẳn luôn. Và cái chất lượng của nó cũng khá là ổn. Đó, in rất là sắc nét. Màu của nó lên đẹp. Tuy nhiên thì chúng ta nhìn thấy vẫn là cái đặc điểm, tức là những cái keycap die sub thì cái phần màu ở phía dưới chân của keycap nó sẽ nhạt hơn phía bên trên bề mặt.
giống như cái kiểu cái màu gradient vậy. Tuy nhiên thì với những cái kiểu sức này mình đánh giá cao hơn là cái kiểu double shot, nhưng mà nó rất là mỏng như ngày trước. Cái chuẩn keycap của nó thì sẽ là chuẩn OEM nha các bạn. Phiên bản mình đang cầm trên tay này sẽ là phiên bản dùng Echo Yellow, giống như là phiên bản lần giống như phiên bản trước. Đó. Mà gõ của nó vẫn rất là đanh. Tuy nhiên thì ngược lại chúng ta sẽ có một cái switch mượt, cực kỳ mượt luôn, do nó đã được pre-loop trước rồi. Cái dòng Stab thì mình vẫn thấy là dòng nằm trên plate thôi, chứ không phải trên Stab PVC. Và con này nó sẽ không được tặng thêm cái bộ Stab PCB như cái phiên bản trước nữa. Và ngày xưa thì cái bộ Stab của con này nó rất là lọ luôn. Nhất là cái con Space này, tí nữa mình sẽ kiểm tra xem thử nó có đã ok chưa. Rồi tiện thể mình sẽ mở ra luôn cho các bạn nghe. Đây, con switch của nó, Echo Yellow. Con này thì gõ nghe đít tai thôi rồi. Tiếng rất là to và đanh. Stem của nó sẽ là stem dài nha các bạn. Cho nên các bạn yên tâm là không có sợ cấn mặt xuôi hay mặt ngược gì đâu. Đây. À, tuy nhiên thì chúng ta vẫn sẽ thấy là con này sẽ có hỗ trợ mặt xuôi rồi. Ở dưới này thì chúng ta sẽ thấy có thêm cả một cái switch pad ở dưới, có switch pad luôn. Có luôn cả foam đáy, foam PCB. Plate sẽ là plate PC như bình thường thôi. Vẫn là gasket mount. Và cái núm của nó thì sẽ được sơn theo kiểu E-coat, núm kim loại. Và đã được sơn lại. Cái núm này mình thấy nó hơi nhỏ nha các bạn. Hơi nhỏ hơn so với những cái con phiên bản khác, mà nó sẽ kiểu dạng nhỏ nhắn xinh xắn thôi. Một cái đặc biệt nữa của con này đó chính là khác hẳn so với phiên bản trước, đó chính là cái phần nước sơn. Nước sơn của con này thì sẽ là được sơn E-coat. Và với cái nước sơn này thì mình sờ cảm giác nó nhám hơn hẳn và nó sần sùi hơn. Tuy nhiên thì như các bạn thấy thì cái nước sơn của nó khá là đẹp và ít bị lỗi hơn nhiều so với lại cái thằng sơn anode ngày xưa. Đó. Rất là đều luôn. Hầu như là không có cái tình trạng đó là bị nổ sơn hay là có cái tình trạng bị sai màu, lệch màu ở đây. Top và bot đều rất là đồng đều. Và cái phần bên hông thì chúng ta thấy là cái thanh kim loại này nó cũng sẽ sơn màu tím luôn, chứ không chỉ có cái màu màu bạc hay màu vàng như ngày xưa trước đây nữa, mà nó sẽ sơn đồng màu luôn, nhìn khá là hay. Về cái thanh kim loại này nó sẽ sơn bóng lên một chút, nhìn nó sẽ nổi bật hơn. Ngoài ra thì chúng ta thấy là nó sẽ không còn có điểm gì khác biệt hết, kể cả về phía cấu tạo bên trong nữa. Thì nó sẽ y chang như là cái phiên bản cũ thôi, không có gì khác. Về cái cách mở con này ra thì nó cũng giống phiên bản 1 thôi. Chúng ta sẽ dỡ cái nút cáp lắp lên. Nó sẽ có cái cần gạt và chúng ta sẽ gạt cái cần gạt này. Đó, sẽ chuyển sang chế độ dùng không dây hoặc là Bluetooth. Bluetooth thì gạt lên, không dây thì gạt xuống. Và như các bạn thấy thì con này vẫn sẽ có hỗ trợ LED RGB như thế này, khá là đẹp. Tuy nhiên thì cái LED của con này nó không có được sáng lắm và cái keycap nó cũng che gần hết rồi. À, với mình thì những cái con như thế này thì LED nó cũng không có quan trọng lắm. Có thì tốt mà không có thì cũng chả sao. Quan trọng là cái trải nghiệm gõ thôi. Và cái cân nặng của con này thì nó vẫn như xưa, vẫn rất là đầm, nặng. Và tại vì nó là full kim loại mà, không phải bàn về cái vấn đề đấy nữa. Ok, chúng ta sẽ thử chuyển sang cái phần đó là sao test luôn nha. Như vậy là mình đã vừa mới sao test sơ qua cho anh em. À, em bấm phím M1W E-code này. Thì như các bạn thấy cái tiếng của nó cũng khá là đanh. Tuy nhiên mình có cảm thấy là cái tiếng đanh của nó đã giảm hơn nhiều so với lại cái phiên bản trước đây. Có lẽ là nó đã tinh chỉnh ở đâu phần nào đó phía bên trong rồi. Chứ còn trước đây mình gõ cái này nghe điếc tai lắm. À, và một cái nữa thì mình thấy space của nó đã làm ổn hơn nhiều so với cái space lọ trước đây. Cái stab này của đặc biệt là con space này. Đó, mình không biết vì sao mà nó làm nghe rất là khó chịu luôn. Đặc biệt là cái phiên bản M1W ngày xưa đấy. À, tuy nhiên thì bữa nay thì nó đã làm rất là ok rồi. Những cái con 2U này mình làm thấy
mình thấy không cần phải móc lại nữa đâu. Chỉ có space này thì nó sẽ còn hơi lọc xọc nhẹ một xíu, thì các bạn có thể mở ra các bạn lúc lại, móc lại một xíu nữa là ok. Và nói chung thì với cái tầm tiền dưới 2 triệu thì cũng rất mà khó có thể kiếm được một con nào nạc như thế này mà lại không dây, full kim loại, layout 75 thì rất là hiếm luôn. Và với cái chất lượng build như thế này nữa thì mình nghĩ đây sẽ là một trong những cái con bàn phím mà mình thấy đáng giá nhất trong cái tầm tiền. Và với cái phiên bản nâng cấp sơn e-code như này thì mình, và cái màu của bàn phím nó sẽ đẹp hơn khá là nhiều so với cái phiên bản trước. Cái màu của nó sẽ chính xác hơn, đậm đà hơn, và đặc biệt là nó có nhiều cái phiên bản đi kèm với những cái keycap rất là đẹp nữa. Thì nếu mà anh em muốn tham khảo giá của em này hiện tại thì có thể nhấp vào link trong phần mô tả của video nhé. Còn nếu mà anh em có ý kiến gì về chiếc bàn phím thì cứ comment ở trong phần bình luận. Mình sẽ để link luôn cả các cái thông số của em này ở trong phần bình luận nhé. Nếu anh em muốn mình làm thêm video về em này thì hãy comment nhé. Cảm ơn 500 anh em đã theo dõi video. Nhớ like, share và ủng hộ kênh Boss Gear đấy. Bye bye.